trận ngày mai đội tuyển được thi đấu tại sân Thiên Trường, tôi tin sẽ có lượng cổ động viên hùng hậu. Đội tuyển sẽ hướng tới chiến thắng để mang đến niềm vui cho người hâm mộ, huấn luyện viên Kim Sang-sik nói. Về việc triệu tập, lão tướng Văn Quyết cùng một số gương mặt ít lên đội tuyển như Quốc Việt, Ngọc Quang, nhà cầm quân người Hàn Quốc lý giải, tôi đã xem tất cả cầu thủ và sự thể hiện của họ. Đội tuyển Việt Nam cần nguồn năng lượng mới và cả những cầu thủ kinh nghiệm. Ở họ đang có sự kết nối tốt và điều này rất có ích cho tương lai. Về tình hình lực lượng của đội tuyển, huấn luyện viên Kim Sang-sik xác nhận Tiến Linh và Việt Anh vẫn chưa có thể trạng tốt nhất nên đang bỏ ngỏ khả năng ra sân trong trận gặp Ấn Độ. Tiến Linh và Việt Anh đang có vấn đề chấn thương, chưa thể tập luyện tối đa cùng đội, nhưng điều này không ảnh hưởng nhiều. Tôi tin toàn đội sẽ có kết quả tốt ở trận đấu ngày mai. Trước sự lo ngại về sức mạnh trên hàng công khi Tuấn Hải vắng mặt ở đợt tập trung lần này do chấn thương trong khi Tiến Linh cũng chưa có thể trạng tốt nhất, huấn luyện viên Kim Sang-sik cho biết Tiến Linh, Tuấn Hải là cầu thủ tốt, tôi rất tiếc khi họ chấn thương. Tuy nhiên, tôi vẫn còn nhiều cầu thủ tài năng nên tôi tin hàng công đội tuyển Việt Nam vẫn sẽ làm tốt khâu ghi bàn. Tôi đang nỗ lực hết mình để tạo ra nguồn năng lượng tích cực cho toàn đội. Ngoài ra là cố gắng mang đến niềm vui dành cho người hâm mộ, khán giả sau mỗi trận đấu. Về phần mình, tiền đạo trẻ Nguyễn Đình Bắc thể hiện quyết tâm, tôi đang có tinh thần, thể trạng tốt nhất cho trận đấu ngày mai. Nếu được ra sân, tôi sẽ cố gắng thi đấu với sự thể hiện tốt nhất. Huấn luyện viên Manolo Marquez, đội tuyển Ấn Độ, đây sẽ là trận đấu tốt cho chúng tôi khi Việt Nam từng vào vòng loại cuối World Cup. Tôi biết sự phát triển của bóng đá Việt Nam trong thời gian gần đây. Trận đấu này sẽ khó khăn cho chúng tôi, nhưng tôi tin chúng tôi cũng sẽ là đối thủ khó chơi với đội tuyển Việt Nam. Chúng tôi đã có điều kiện tốt để tập luyện tại Nam Định, chuẩn bị kỹ lưỡng cho trận đấu. Trong thời đại thông tin, chúng tôi có thể thu thập được nhiều thông tin về đội tuyển Việt Nam và thậm chí các cầu thủ của họ, đội hình như thế nào, mũi nhọn tấn công là ở đâu. Tôi cũng biết họ cũng vừa có trận đấu tập nội bộ. Nhìn chung, tôi xác định đội tuyển Việt Nam là đội mạnh. Toàn đội muốn chấm dứt chuỗi trận có kết quả không tốt vừa qua. Tiền vệ Suresh Singh Wangjam, chúng tôi đến đây để hướng tới chiến thắng. Việt Nam là đội bóng tốt, có nhiều cầu thủ chất lượng. Toàn đội đã có những sự chuẩn bị tốt cho trận đấu với 5 giai đoạn tập huấn để gắn kết lối chơi. Hiện chúng tôi sẽ thi đấu hết mình hướng tới kết quả tốt. Trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Ấn Độ sẽ diễn ra vào 18 giờ ngày mai 12 tháng 10 tại sân vận động Thiên Trường, Nam Định. Vé theo dõi màn so tài này đã chính thức được phát hành tại quầy vé của ban tổ chức tại cửa A2, khán đài A, sân vận động Thiên Trường. Người hâm mộ có thể mua vé cho đến ngày 12 tháng 10 vào 20 giờ từ 9 giờ đến 11 giờ buổi sáng và 15 giờ đến 17 giờ buổi chiều. Sau mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài truyền hình Việt Nam trên TV Online và VTVGO. Huấn luyện viên Kim Sang-sik tin tưởng đội tuyển Việt Nam sẽ giành chiến thắng trước Ấn Độ, mang niềm vui cho người hâm mộ. Ông cũng chia sẻ về việc triệu tập, lão tướng, Văn Quyết và tình hình chấn thương của Tiến Linh, Việt Anh. Phía đội tuyển Ấn Độ, huấn luyện viên Manolo Marquez nhận định trận đấu sẽ khó khăn nhưng họ sẵn sàng đối đầu với đội tuyển Việt Nam. Trận đấu sẽ diễn ra vào 18 giờ ngày mai 12 tháng 10 tại sân vận động Thiên Trường, Nam Định.